thần An Khánh Tự tới đây để đầu hàng. Nè, quân sự, mời Quách Lệnh Trong đổi phương hướng khác, hướng nam đầu hàng. Chẳng phải đều giống nhau hay sao? Tội thần cần phải hướng về phía bắc xưng thần mới phải. Ta thay thế cho hoàng thượng cũng không thể hướng về phía nam đâu. An đại nhân, ta đã chuẩn bị phương án dự bị rồi. Chúng ta đều là thần tử của đại đường, phải cùng hướng về phía bắc, dâng thư đầu hàng lên. Quách Lệnh Công, chúng ta đổi phương hướng khác sẽ tốt hơn đó. Người muốn làm gì nữa hả? Làm gì sao? Chuyện gì vậy? Chúng ta bị phục quả công rồi. Chúng ta làm sao đây? Cẩn thận, có chừng. Ông mở cửa, mở cửa hàng ra đi. Mau, mở cửa hàng ra. Mau, mở cửa hàng ra. Nhanh ra đi, nhanh lên. Mau. Vào trong, trong đi. Mau mở cửa hàng ra. Nhanh ra, vào trong đi. Âm mưu của các người bại lộ rồi. Lệnh Công, lửa cháy đến nơi, chúng ta mau chóng rời khỏi đi. Quách Lệnh Công, cái này là do Dương Mục Lao sắp xếp hết. Phải. Tất cả đều là do hắn sắp xếp. Ta không biết gì hết. Không hề ta không có liên quan. Không có liên quan tới ta đâu. Không liên quan tới ta đâu. Ta không biết, là do hắn, là do hắn thôi. Ta không biết. Ta không biết đâu. Ta không biết. Ta không biết. Do hắn. Nếu đã thật lòng đầu hàng thì đi theo bọn ta đi. Dương Mục Lao, nếu ngươi đầu hàng thì ngươi có thể đi ra ngoài cùng với bọn ta. Ta sẽ không đi với các ngươi đâu. Dương Mục Lao, tại sao Thiết Ma Lạc không tới đây? Nó còn ở trong thành Lạc Dương, không tới đây được đâu. Ngươi đã làm gì huynh ấy rồi? Ta không tổn thương tới nó đâu. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Không không Nhi, đi mau, đợi chết tới nơi rồi. Dương Mục Lao, cho dù ngươi võ công cao cường, ở trong biển lửa cũng khó mà thoát được. Đầu hàng đi. Hay, ta tính toán tỉ mỉ, vẫn uổng công một phen, còn có gì để nói được chứ hả? Để cho hắn ở đây chờ chết đi. Chúng ta đi. 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 Mau dập lửa đi. Hình như ta nghe thấy có tiếng đánh nhau.
Có người tới rồi. Bấm đại soái. Có chuyện gì? Không xong rồi, cửa động bị kẻ địch chiếm lĩnh rồi. Cái gì? Mọi người tranh thủ thời gian xông ra ngoài đi, nhanh lên. Đi mau lên. Đi thôi, đi thôi, mau lên, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên, mau lên, nhanh lên. Hoàng thượng, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên. Nè, sao rồi hả? Sao rồi? Sao rồi? Tên Dương Mục Lao này đúng là xảo trá, cố tình gạt chúng ta vào hang động rồi nhốt chúng ta ở đây. Hả? Vậy vậy Quách Tướng Quân à, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Phải làm sao đây hả đây? Quách Tướng Quân, làm bây giờ chúng đây? Ta làm sao đây hả? Bây giờ chỉ có thể quay lại đường cũ thôi. Dương Mục Lao sắp xếp tỉ mỉ như vậy, cửa vào lúc nãy chắc cũng đã bị phong tỏa phải, rồi. Phải đã ra nông nỗi này rồi, cần phải thử thôi. Đi, đi bộ lên, mau lên. Đi bộ, nhanh lên, nhanh lên. Mau lên, nhanh lên đi. Chà. Bẩm báo thái sư. Sao rồi? Theo lời dặn của ngài đã phong tỏa lối ra của mật đạo, không có ai trốn thoát ra được hết. Tốt. Cơ quan đã bị hủy, bọn họ hãy ở trong đó ngoan ngoãn mà chờ chết đi. Chúng vị tướng sĩ, bây giờ đã đến lúc người nước Yên chúng ta tiêu diệt Đại Đường rồi. Nhưng mà vào giờ phút quan trọng như vậy, hoàng thượng của chúng ta An Khánh Tử đã đầu hàng. Bây giờ hắn và đám người Quách Tử Nghi bị nhốt ở trong cái sơn động này, chắc chắn sẽ chết thôi. Mọi người nói xem, bây giờ phải làm sao mới được đây? Chúng tôi nguyện lập thái sư làm hoàng đế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế. Tốt, chư vị tướng sĩ đứng dậy đi. Vậy thì Dương Mẫu ta chính là hoàng thượng. Được, trẫm phải chấn hưng lại nước Yên, khuếch đại lãnh thổ. Bây giờ nguyên soái quân địch, chúng ta đi giết bọn họ trở tay không kịp, chắc chắn phá được quân địch, giải dây được thành Lạc Dương, sau đó tiếp tục chiếm lấy Giang Sơn Đại Đường. Nhanh lên, mở cửa ra. Mở cửa ra. Mở cửa. Mở cửa. Sao rồi hả? Mở ra không được nè. Lần này tiêu rồi. Tiêu hết rồi. Tất cả đều là tại ngươi đó. Đều là tại ngươi. Trẫm nói là không tới thì ngươi cứ kêu trẫm tới làm gì? Bây giờ thì làm sao hả? Không thể nào ra ngoài được. Trẫm bị ngươi hại chết rồi. Tên gian thần nhà ngươi, trẫm bị ngươi hại chết rồi. Tên khốn kiếp nhà ngươi, ngươi dám đánh trẫm sao? Ngươi dám đánh trẫm sao? Trẫm cái gì chứ? Sắp chết tới nơi rồi,
ngươi tỏ vẻ quay phong làm cái gì? Muốn trách thì trách lão yêu quái Dương Mục Đào đó, là hắn hại chúng ta. Tiêu rồi. Đủ rồi, các ngươi la hét đủ chưa? Ra ngoài rồi nói. Tiêu rồi rồi. Mọi người đừng hoảng sợ. Trước khi xuất phát, ta có hẹn với đại tướng của ta. Nếu như chiều nay chúng ta vẫn chưa quay về thì họ sẽ tới tìm chúng ta. Chỉ sợ là tới lúc đó họ cũng không thể tự bảo vệ bản thân rồi. Người nói cái gì hả? Anh nói đúng lắm. E rằng Dương Mục Lao nhân lúc bây giờ tam quân không có nguyên soái đã phát động phản công rồi.